Anh em nhé, hôm nay mình giới thiệu anh em là cách thuần của con chim cu nhé. Đối với loài cu thì cực kỳ dễ thuần đấy nhé. Em thấy là loài cu một trong những loài mà cái khả năng thuần và tương tác của nó khá là dễ đấy. Anh em muốn thuần á, anh em nên cắt tí cánh vô để cắt tí cánh cái bên trong thôi, để nó mất được cái khả năng mất mất cái khả năng gọi là bay xa đi đó, nó sẽ dễ thuần hơn đó, anh em thấy chưa? Đó, thứ hai là anh em vuốt ve thường xuyên cho em. Đây, vuốt ve kiểu dạng như nào anh em biết không? Đây, em sẽ chỉ cho anh em cách vuốt ve nhé. Khi bé cu nằm vậy thì anh em sẽ vuốt ve về cho em. Đó, vuốt ve từ từ, vuốt ve từ từ, tại vì bé này em mới mua 2 ngày ở tiệm mà, 2 ngày ở tiệm mà bé nó cũng dạng dạng vậy là quá dạng rồi. Sau đó anh em đưa tay lên bàn tay này để cho bé quen cái cách cương đó, bé sẽ hoảng đó. Đây, đúng không? Nhưng mình cứ kiên trì từ từ, tiếp xúc bé thật là nhẹ nhàng, từ từ các anh em sẽ quen. Đây, em để lên đây cho anh em dễ hình dung này. Đi đây con, cái này trơn quá, bé sợ bé đứng không được vững chứ. Đây, cái giỏ này đi đây. Đấy, anh em cứ bình tĩnh nha, anh em chờ em xíu. Đó, đây qua đây, đúng không? Các anh em đây, cách thuần con chim cu này vậy. Anh em cắt tí lông cánh bên trong kia để cho bé nó bay ở tầm thấp thôi, đừng để cho bé bay ở tầm cao. Đó, đây là một trong những con chim cu bổi đó. Là cu bổi đây đó, em mua ngoài tiệm mới được 2 ngày đấy mà bé nó tương đối là dạ dĩ rồi, thấy không? Bé nó không có gọi là gọi gì nữa, quá gọi là hoảng loạn đây cả, em thấy không? Em vuốt ve cho em, vuốt từ từ cho bé, vuốt nhẹ nhàng cho em, vuốt nhẹ nhàng tình cảm cho em là bé nó tự dưng dạ dĩ lại đó. Sau anh em đưa tay lên để cho bé nó bước lên tay anh em rồi, giỏi đó. Đó là cách, một trong những cách thuần cu. Nó loài cu thì nhìn chung nó tương đối hiền ấy. Nó thuộc dạng loại hiền ấy. Nó là một trong những loại mà kiểu dạng như là giống với loại bồ câu á, không, cái đặc tính của nó hiền, phân nó hôi và hai cái lông nó rất là mướt. Đối với loại chim cu này lông rất là mướt nha anh em ha. Đó là cách thuần cu rất dễ dàng, mình cứ tương tác nó. Em mới tương tác ngày hôm nay là ngày thứ, em mua 2 ngày đúng không, ngày đầu tiên với ngày thứ 2, bước của ngày thứ 2 đó mà bé nó cũng đã khá là dạng và chịu đứng trên tay mình, nó không có cơ sự hoảng loạn là ok rồi. Mình đừng gây ra một cái gì đó nó quá hoảng loạn cho nó, là nó sẽ cảm giác an toàn, nó sẽ thuần với mình thôi. Đó là cách thuần của một con chim cu, để cho anh em biết cách thuần nha. Đó, bé để cho bé lên đây bước lên con. Đó, xong vuốt ve từ từ, vuốt từ 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 từ, đừng có mà manh động, đừng có mà mạnh bạo. Con vật là nó phải nhẹ nhàng và nó gắn kết mình thức ăn và một thời gian quen thuộc là mình cho ăn nó thường xuyên, là nó cũng biết là à mình an toàn, không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì cả nhé con. Giỏi, ngoan nha. Rồi con đứng lên tay ba nào. Ơi. Đây anh em nha, bye bye anh em nha, bye bye mọi người nha, cho bé vào chuồng nha. Đây chuồng của bé đây, cho bé vô chuồng rồi, vô trong rồi, giỏi giỏi nha con. Bye bye mọi người, like, share, đăng ký kênh mình ra nhiều video hữu ích hơn nha các anh em. Bye bye, tạm biệt.